Sáng ngày 16 tháng 10, giải bóng rổ 3x3 khối trung học phổ thông quận Đống Đa mở rộng năm 2022 đã chính thức được khai cuộc tại trường Trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội. Giải đấu do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Thanh niên Trường học Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trường An, Phó Trưởng ban Dân vận quận ủy Đống Đa, đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Đống Đa, đồng chí Đào Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, đồng chí Trần Quang Long, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư quận đoàn Đống Đa cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư quận đoàn Đống Đa chia sẻ: Giải bóng rổ khối trung học phổ thông quận Đống Đa mở rộng năm 2022 là một sự kiện quan trọng của tuổi trẻ quận, là một trong những chương trình đồng hành cùng thanh niên trong rèn luyện thể chất. Giải bóng rổ năm nay tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh trong phong trào thể dục thể thao của toàn đoàn, được mở rộng tới các trường trung học phổ thông trên địa bàn các quận lân cận, trở thành một hoạt động bổ ích và đầy ý nghĩa. Qua ngày hội ngày hôm nay sẽ thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí thi đua sôi nổi và tinh thần giao lưu học hỏi hiểu biết lẫn nhau giữa các bạn đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn. Tham gia giải đấu năm nay có sự tham dự của hơn 100 vận động viên với 20 đội bóng rổ nam và nữ đến từ 12 trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Đống Đa. Với sự góp mặt của nhiều đại diện không chuyên giàu truyền thống như Trung học phổ thông Đống Đa, Trung học phổ thông Kim Liên, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận cầu kịch tính, hấp dẫn. Luật và tuân thủ đúng điều lệ của ban tổ chức giải, tham gia thi đấu trung thực, hết mình để đạt thành tích cao nhất trên tinh thần thể thao đoàn kết và cao thượng. Xin hứa. Em xin chào. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cổ động viên, người hâm mộ đã được chứng kiến trận tranh tài kịch tính giữa 12 đội tuyển tham gia. Sau 2 năm bóng rổ phải nằm im vì dịch Covid-19, đồng thời nhờ hiệu ứng từ SEA Games 31 cũng như Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10, phong trào bóng rổ trung học phổ thông đang dần phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Vì vậy, giải bóng rổ 3x3 khối trung học phổ thông quận Đống Đa mở rộng năm 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc so tài cực kỳ hấp dẫn và lan tỏa niềm đam mê bóng rổ đến mọi tỉnh thành trên cả nước.